Xin chào quý vị và các bạn. Như hôm trước thì mọi người cũng đã biết là anh em đang làm nhà cho gia đình em Nhĩ ở bên An Lương ấy. Mà vì hôm vừa rồi là em Mụ đã mất nên là anh em tổ chức lễ tang ở bên đó, nhưng mà vì cái lý do là gia đình đang làm cái chờ làm 3 ngày cho em ấy, nên là anh em ngày mai sẽ vào làm cái cúng cơm 3 ngày cho em ấy ở bên đó, xong là anh em tiếp tục tiến hành làm nhà cho em Nhĩ. Còn hôm nay thì anh em đang có mặt tại thôn Háng Đề Chơ thuộc xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu. Thì hồi như cũng cách đây khá lâu rồi đấy, khoảng 20 ngày thì trưởng thôn A Sùng có gọi điện cho anh em team và nhờ anh em team vào giúp thôn bản làm xử lý cái đoạn sạt lở ở trong cái đoạn đường đi huyết mạch của thôn Háng Đề Chơ này. Để hôm nay là có A Sùng thì có việc lên huyện họp, nên là hôm nay là vào đây thì có anh Gia công an viên và bác Cớ đại diện cho người có tiếng nói ở trong làng, trong thôn ấy, bí thư chi bộ nhỉ, chú đúng Cớ là bí thư chi bộ đúng không ạ? Đúng. Và cùng đi với anh em đi không nhỉ? Mà sáng nay thì anh Sùng anh có điện cho em vào thì anh có việc đi huyện đấy. Vâng. Nên là anh Gia là đi cùng với anh em. Vâng. Đây à, cái cầu này à? Vâng. Cái cầu cầu gỗ. Cầu tình nghĩa. Cái này là trước đây là có anh em ở đoàn từ thiện là làm giúp đúng không? Hay vâng. Là cái này là thôn bản mình làm. Đây là cũng có cái nhà hậu tâm từ thiện là rất quan tâm, vừa làm cái cầu này cũng vừa rồi từ năm ngoái, nhưng mà từ năm ngoái. Vâng. Nhưng mà do trước làng thì cái đắp này cũng chưa sạt nhiều mà chưa trôi nhiều như này. Thì bây giờ rất là trôi nhiều cái gỗ, là rất tiếc cái gỗ này là rất là đẹp. Gỗ trác, gỗ toàn là gỗ ruổi, và đây là do điều kiện thôn bản không kiếm được những ở trong đấy thì có một cái xà vừa, quả là cái gỗ xén thì xén bền rất lâu, nhưng mà còn những đây em thấy ở ngoài này bằng vâng. Hai cái tre chứ. Vâng. Bên này là tre, ở đây là một cái thanh gỗ, gỗ xến rất là to, anh ấy kéo. Bên kia là một cái tre nữa. Vâng, cây tre, bốn cây tre. Bốn cây tre. Vâng, còn một cái đấy vì do bà con chúng ta đi kéo thì xẻ một đôi, nhưng mà về không may thì do rơi một cái lao xuống xong rồi gãy mất, xong là còn một cái thì bây giờ cái này không kiếm được. Giờ nhá, em nhìn vâng. Thấy cầu này nó đang vọng. Nguy cơ mất an toàn rất cao. Vâng. Trong cái mùa mưa lũ ở trên vùng cao thì xảy ra những cái sạt lở đất là sạt mất cái đầu cầu đấy, cái nó đang bị võng xuống này. Vâng. Tức là ở giữa nó võng xuống ấy, cái cây mình, cái cầu nó dài quá, cái cây gỗ của mình bắt dài thế này. Vâng. Không ổn đâu. Bây giờ đang hiện tại là bây giờ rất là xa rồi, đây phải không nhớ nhưng mà chắc là phải chục mét, hơn chục mét được không? Nhưng mà cái này nó lại rất là xa. Bây giờ không biết là đây là do mưa là nó sạt lở dần, mưa vâng. không có nước nhiều đâu. Đây nó mưa cơn bão ấy, thì là lúc nào cơn bão thì rất là to. Chảy từ tích mưa, ở trên này. Mưa to thì nhiều nước đúng không? Vâng. Bình thường này là nó chỉ nước như này thôi. Vâng. Nhưng mà nó sạt ghê nhỉ. Sạt càng ngày càng vào đây. Đây, nó sạt nó cứ kiểu đất này đầu nó bên này tí còn đỡ đấy, đầu bên này em thấy nguy hiểm hơn này. Cái đầu này chỉ có tí là nó sẽ xuống rồi đấy. Đầu bên này thì bây giờ sắp sập rồi đấy. Đây chỉ còn khoảng 1 mét nữa là sạt xuống rồi, không đến 1 mét đâu, 50 đâu, 50 cm thôi. Ôi, cái này không ổn rồi.
Đây là dưới này thì bà con vừa rồi là sạt lở sắp sập cái đầu cầu này thì dùng cái cây này để chống đỡ cái cây tre gối vào đấy, phải đỡ cây tre rồi chỗ đất này nó không có đất không nên nó phải có cái đầu này để đỡ được thì gác cây tre vào nó mới không mất dần đường, nguy cơ là sạt dần. Này cái ý kiến của mọi người trong thôn và anh là đại diện người thôn trong thôn ấy, bây giờ anh muốn xử lý cái chỗ này như thế nào? Cái này thì bà con trong thôn mình làm lâu chưa? Bà con chúng ta vừa làm từ năm ngoái, thì cuối năm năm ngoái thì cũng vừa xong, nhưng mà vì do lúc làm thì ở đây chưa xà bằng này thì cũng gần đây ra thôi. Ra ngoài này à? Vâng, nó ra từ đây mấy đấy cái đầu kia là ra kia. Cái cây kia. Vâng, thôi. Đấy cái cây kia đấy, nhưng mà do cũng một ở trên này mưa to lại, nước này có chảy như này đâu. Nếu mà nắng thì như này thôi, nhưng mà có mưa thì rất là to luôn. Đấy thì ở cô này thì ở đây cũng chảy vào nước ở đây thì rất là nhiều. Thì hai đầu này lại mòn đi còn một ít thôi. Bên đầu này thì chắc là tầm 1 mét thì cái đầu cái cầu sẽ sờ xuống. Thì bây giờ đang muốn xin Mạnh Thường Quân và những nhà hảo tâm quan tâm đến bà con thì muốn xin để làm lại cái này thì rất là nhiều kinh phí mới làm được. Thì bây giờ bà con thì rất là khó khăn, không có tiền là đóng góp những cái gì thì cũng không đóng góp được. Thì bây giờ cái cầu này lại bà con thì nói thật là cũng ở đây là vì do cái cầu này thì đi lại được toàn xe cổ mà dắt trâu bò qua mà chăm nuôi đi, mà toàn là một số ruộng mà đi toàn là đi xuống dưới mua những máng mới, tất cả những thứ dùng tới phục vụ với gia đình là cũng qua cái cầu này thì muốn để làm, nếu mà có thì mình cũng cần giúp đỡ với quan tâm đến thôn bản, muốn xin để đổ cái kè này xong là làm cái cống đó để đảm bảo cho cái cầu này đi cho bà con để an toàn cho sau này. Rồi, cái này thì vừa nghe A Gia chia sẻ là cái này là nguyện vọng của bà con, là rất muốn làm được cái này để đi lại cho nó an toàn vào mùa mưa. Nguy cơ cái chỗ này nó sạt lở, sạt hết là trên này là mất cả đường luôn. Ở đây là trước là làm thì không có cái này. Đấy. Ừ, đất trước chưa làm này, vâng, ngoài này đúng không? Không có cái này, nhưng mà vì nó sạt, vâng, mưa lũ là sạt xuống hết đúng đấy, xả xuống thì xong mới thêm cái này. Đấy, thêm cái cây đấy. Vâng, cái cây này chống lại, làm cái này chống lại. Nhưng mà như trước thì không có cái này. Nhưng mà vì cảm thấy không đảm bảo xong là làm tiếc. Cái này vừa mới làm. Vâng, mới làm thêm để cả vì cái, là cái chỗ vâng, ở trên này nữa đúng không? Vâng, cả cái này đấy, cả thì cái này là làm mới, còn cái cầu này là trước là cái này là cầu những nhà hảo tâm của đoàn từ thiện quan tâm đến thôn bản thì cầu nghĩa tình thì vừa làm xong, nhưng mà do cái hai đầu này không đảm bảo. Bà con mình không xin luôn các Mạnh Thường Quân là làm luôn cho nó kiên cố đảm bảo, chứ để thế này thì anh thấy mất an toàn lắm. Vâng. Trước thì gầm cũng cầu này bằng cây tre hết, với có một cây gỗ thôi. Vâng. Toàn trước bộ là bằng tre hết. Vâng. Làm thì làm hai, nhưng mà một cái là cây tre này bây giờ vâng, nó mọt lên đây này. Vâng. Cây chỗ kia là mọt hết. Vâng. Cây những cây tre này thì chắc cũng không được lâu, thì đang đi xẻ cái này nhưng mà rất là xa thì lại về mất một cái. Cái cây gỗ này vâng, thì lâu ngày thì vẫn bị mối mọt nó vâng, ăn. Vâng. Cái này thì nói thật là cũng không được lâu mấy đâu, nhưng mà cũng tạm thời được vài năm thì đúng rồi, nhưng mà chỉ do được vài năm thôi vâng, chứ còn nó sạt cái chỗ này này vâng, nguy cơ nó sạt chỗ này càng ngày nó càng sạt rộng ra này. Theo ý kiến riêng của em ấy, xin được các Mạnh Thường Quân và các nhà hảo tâm giúp đỡ thì bà con mình nên làm cái kè chỗ này, là kè bằng đá hộc và bê tông ấy, bê tông đá hộc ấy, chở đá này, cát bê tông đá hộc kè vào cái đoạn trong này để cho nó kè vào đây, thì để cho nó ngắn cái khoảng cái cầu này lại. Vâng. Ngắn cái khoảng này lại thì sau đó là đặt hai cái này phải ba cái cống tròn 1 mét đấy. Vâng. Và sau đó kè ra đến cống ấy nhá, để đón cái nước ở trên này mưa to, phải cống to. Vâng. Cống 1,5 mét ấy. Vâng.
Đó, cái cống đấy thì bên thì khuân ở bên kia vẫn còn. Thì khuân thì đổ cái cống ấy, mang vào đây thì mình đổ trực tiếp ở đây thôi. Vâng. Đổ trực tiếp ở đây, sau khi đổ nó cứng xong là mình tập trung bà con lại, lăn xuống đây để hạ xuống vị trí đón được cái nước này. Ở bên kia thì sẽ phải đắp đất vào đây, bên này thì kè vào đây, để bên kia cũng phải kè. Phải kè bên kia nữa. Kè đầu bên kia nữa. Thì mới làm được, chứ còn để cái cầu nó dài như này, nó khoảng dài như này, nó thứ nhất là nếu mà làm cái cầu ở đây, cái cầu này nó lại nó chỉ mùa mưa nó mới mưa to nó mới có nước thôi. Vâng. Làm một cái cầu đấy kinh phí nó lên lớn, nhiều tiền quá. Vâng. Làm sao mình tiết kiệm vừa xử lý được cái chỗ này. Vâng. Để bà con đi lại thuận tiện thôi. Vâng. Đây thì lên đây anh em thấy là dưới kia nó mất an toàn và nó đã có vết nứt. Cắt cái đường bê tông này, trước đây là nó ra tận ngoài kia đúng không? Bây giờ là cắt nứt cái đoạn bê tông này, ở dưới kia là đất bắt đầu sạt lở. Ở phía bên này nữa, bên này đấy. Cái này mình mới làm để chắn ở đây à? Vâng, đây là trước là cầu thì cũng không có này, nhưng mà cái này mới làm để chắn cho, đây đó, vâng, đó, chắn để an toàn cho chỗ bà con. Nguy hiểm. Vâng, yeah. Rất là đây là cũng bị ấy rồi, bị gãy hết chỗ này, còn có tí thôi, khoảng 50 cm. Từ đây đi thôi, còn cái chỗ này là chắp tí thôi, còn không thấy là cái cầu này sẽ xuống. Thì bây giờ này, chắc là ở chỗ này thôi. Đấy, như này thôi. Nó nứt như thế này là nguy cơ là cụt đến đây. Vâng. là chắc chắn rồi. Vâng, đến đây là hết đấy. Là tắt đường. Đến đây là sập cầu đúng không? Vâng, sập cầu ấy. Cụt đến đây là sập cầu là mất. Vâng. Đường. Vâng. Trong này là có trường mầm non và cả một bản ở trong này đúng không? Vâng, đây là cái bản chính là ở kia. Vâng. À. Vâng, còn trong cả này nhà trường mầm non nữa đúng không? Vâng, trường mầm non mà. Sầu phết đấy chú ạ. Từ dưới kia lên đây là 3m, 4m7. Từ dưới đất kia lên đây gần 5m rồi. Sâu, vừa sâu vừa rộng. Cái này anh em cháu muốn sử dụng những cái vật liệu nó đơn giản nhất thôi. Thì sẽ là làm cái cống. À, làm như ở bên bên thôn Tà Trơ, xử lý cái đoạn sạt và đặt toàn bộ những cái cống tròn đấy xuống đây, thì trong bà con mình lấp đất sang là đổ bê tông qua là được. Ờ, như thế thì cảm ơn cho cái anh. Đây chỉ có mất cái đoạn này là phải kè thôi, còn ra đây thì sau này mình đổ đất lên nó sẽ bằng cái mặt đường này. Cái là tốn công của bà con là sẽ phải đào đất lấp vào đây. Đúng rồi. Đó, thì cách đây nó vừa rẻ, rẻ vừa tí. Tiết kiệm, chứ còn làm hẳn một cái cầu qua đây thì thứ nhất là nước nó chỉ có nước vào mùa mưa thôi. Nó chứ còn bình thường nó ít nước, cái cống này cống 150, cái cống rộng 1,5 m ấy. Thì thoải mái thoát được hết nước thôi. Bà con mình ấy, bốn mình là làng Hủ thì mình 234 khẩu, là toàn bộ là lầu súng cái lý chợ đồng chính tại đường này. Đấy, đời sống không có cái đường này, hỏng cái cầu này hỏng hết thì mấy năm trước ấy, thì không có cái không xả đỡ thế này. Đường này đi thẳng lỡ trong bà công, mấy năm sau này thì cái lỡ nó xả đỡ như thế này thì mình làm cầu tàng thờ chứ nữa này. Sâu mình sở mất cái này là rình mà không biết làm thế nào được. Thì cái này thì cháu thấy là làm cái với cái cách đấy thì nó hiệu quả, nó bớt cái tiền xi măng vật liệu cát sỏi đi ấy. Ừ. À, nhưng mà bà con mình là phải huy động bà con là đào đất này là với khối lượng là lấp xuống đây là nó nhiều đấy. Ừ, đúng rồi. Bà con phải cố gắng. Chú với lại chỗ anh Sùng trưởng thôn về vận động bà con là sẽ phải lấp đất vào đây đấy. Hoàn toàn nhất trí. Động viên cho bà con và phải gấu công và phải làng to chung làng. Một nhà là cứ hai thằng ba thằng cũng được. Một, tức là một nhà hai ba người đấy, đấy. Ra làm
Đấy, bà con làm cho bà con. Vậy. Thì mình xin cái nhà ở Tân là rú lớn cái xi măng. Là cái xi măng là cá sợi, cát sỏi. Đấy. Sắt thép, cái này làm đấy. Cống thì mình phải sử dụng đúng rồi, sắt thép. Đấy. Vậy. Bà con cố gắng chở từ làng nhì lên đây. Vậy. Đấy, vừa rồi là những lời khẩn cầu của bà con thôn Háng Đề Chơ. Đại diện hôm nay là có anh Gia và chỗ chú Cờ là cớ là bí thư chi bộ. Những lời khẩn cầu rất là cấp bách vào cái mùa mưa lũ sắp tới rồi. Bà con trong thôn rất muốn là xử lý được cái đoạn cái cầu này để tiện cho bà con đi lại, chở nông sản rồi đi chợ búa. Trong nữa này anh em sẽ vào trong thôn đấy. Hiện tại kế hoạch của anh em cùng với chỗ Aza và chỗ đây đã thống nhất được kế hoạch xử lý cái chỗ này. Thì vừa rồi thì có trao đổi với chỗ anh Gia đây là anh em sẽ cho bà con đổ cống, làm cống tròn. Và phía đầu bên kia sẽ phải kè đá, kè bê tông. Đấy là hết nó khoảng tầm khoảng 20 khối bê tông. Thì nó khoảng 30 đến 35 triệu. Nếu mà được sự giúp đỡ của các mạnh thường quân thì anh em sẽ xây dựng cho cái bà con một cái kế hoạch làm việc cụ thể làm như nào, thì anh em sẽ vào hướng dẫn cho bà con để làm. Đường từ ở ngoài kia nếu mà mình chở vật liệu vào đây có xa không? Xa, nhưng mà cái đường ấy như trước thì chưa đủ thì không biết, còn là bây giờ đủ xong, đổ bê tông xong qua đây rồi thì đi, nếu mà đi bình thường thì nó rơi vào tầm 16-17 phút. 16-17 phút một chuyến. Mà từ đi thôi, còn nếu mà cả đi cả về thì là tầm 3-40 phút đó. 3-40 phút. Vâng, một chuyến. Là 3-40 phút mới được một chuyến vật liệu. Một chuyến vào vật liệu. Vâng. Thì đi rất là xa, nhưng mà bây giờ mai còn đổ đường đến đây thôi thì còn tiện, còn như trước thì còn lâu, một tiếng đồng hồ một chuyến thôi, còn bây giờ thì cái này thì, nếu mà cái đầu này bây giờ mà không làm thì một trận mưa nữa là cái đầu cầu bên kia là chắc chắn là sẽ mất cái cầu này luôn. Thật ra thì cũng muốn mình thôn quan cố gắng giúp với thôn bản, nếu mà được thì là cũng cố gắng để làm cái cống mà xây hay cái kè đầu này để cho đảm bảo bà con, cái này là để giữ lại cái cầu cái gỗ này cho nó đảm bảo cho không, mấy năm bây sau. Bây giờ là bỏ cái này đi. Phương án của bọn anh là bỏ đi à? Bỏ cái gỗ này đi thôi. Vâng. Cứ làm mình làm một cái cống cơ mà, làm một cống tròn to xong là bà con mình sẽ lấp đất vào đây, sẽ đổ bê tông mặt. Đổ bê tông bình thường như đường nối vào đây luôn. Nối luôn gì? Nối luôn. Vâng. Làm như thế đi. Vâng. Còn vâng rồi. Mình giữ lại cái cầu này thì nếu, cầu vâng, 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 vâng. Nếu mà như thế thì bỏ cái này đi làm chút khác được. Thì, vâng. Làm thì hẳn một cái cống cơ mà. Vâng, vâng. Làm một cái cống xong mình lấp đất đây xong đổ vâng. Đổ bê tông đi thôi. Vâng, vâng, vâng. Đổ bê tông như mặt đường này luôn, vâng. Nối vào đây luôn. Vâng, vâng. Khỏi bỏ cái cầu. Vâng, vâng. Đấy, kế hoạch là làm việc như thế. Vâng, vâng, vâng. Anh vừa nãy anh cũng vừa đo rồi. Sâu dưới này thì nó lên đến mặt này nó khoảng 5m đấy. 5m cao à? 5m chiều cao. Và dài cái đoạn này nó đang hiện tại bây giờ nhá, anh đang đo là nó dài 13m. Thì cái này nó vất vả là vất vả, bà con sẽ phải lấp đất vào đây là khá nhiều. Vâng, rất là nhiều đó. Chứ còn cái cống này thì cũng làm cũng đơn giản thôi. Bà con sẽ chở cát sỏi, xi măng và sắt vào để làm cái cống tròn. Đó, kế hoạch là như thế. Ừ. Còn phía đầu kia nhá thì cố gắng là tận dụng được cái đá của bà con ở đây này, thì lấy ở gần đây thôi, chứ còn ra ngoài kia mua đá lên thì xa lắm, lấy đá ở quanh khu vực sẽ xây kè phía bên đầu kè kia. Ở đây thì cũng nói luôn cho anh là ở đây đá to thì khả năng là cũng tận dụng với bà con ở đây thì kiến loanh quanh ở đây để về để kè thôi. Nhưng mà cát sỏi mấy đại xi thì khả năng là cũng phải lấy mua, ở ngoài vâng, kia vào rồi. Vâng, phải lấy từ ngoài kia vào, còn cái đá to ấy. Đá to. Vâng, để kè lên thì cũng phải lấy ở bên đấy, vâng. Lấy ở kiến trên này. Ở trong thôn. Vâng, thì nhưng mà đầu này cũng phải làm chứ. Cái đầu này thì sau này mình cũng kè đá vào. Vâng. Tức là mình lấp đất xuống đây rồi nhá. Thì mình sẽ làm cái miệng cống để thu đón cái nước này thôi. Đón cái nước này cho nó chảy vào trong cống hết. Vâng. Thì nó không bị phá đường nữa. Em hiểu chưa? Vâng, vâng, vâng. Đón nước để cho nó vào trong ống cống thì nó không phá đường nữa. Vâng. Bây giờ là mình để nó chảy tự do. Cái này làm như thế thì nó giảm cái chi phí và tiết kiệm, làm có hiệu quả nhất để dành cho bà con thôi. Chứ còn bây giờ mà làm một cái cầu như này, nó dài như này là khá là tốn kém. Vâng.
Đấy, một lần nữa em cũng mong được sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trên kênh giúp đỡ bà con thôn Đề Trơ. Chỗ này thì em vừa tính nó khoảng vào 20 khối vật liệu thì nó rơi vào khoảng, vào đây thì nó khoảng 35 triệu. Đó, anh em mình bây giờ đi vào thăm bản trong này xem là trong này còn là bao nhiêu hộ và có những cái công trình gì của bà con trong này. Đây thì thôn mình là có bao nhiêu hộ? Thôn hiện tại bây giờ là có 44 hộ. 44 hộ mà đi phải đi qua cái cống chỗ kia hết, vâng, cái cống chỗ kia hết đúng không? Vâng, toàn là đi qua đấy. Còn ở đây là có hai đường, một cái đường trên này là vâng, nhánh đi lên tròm trên kia đúng không? Vâng. Một nhánh này là sang bên này là vào trường mầm non ở cái nhánh này đúng không? Vâng. Đấy, anh em mình đi sang cái nhánh trường mầm non ở bên này. Vâng. Sau cái đường đoạn này hôm trước ông xin nốt để đổ nốt đi. Vì cũng hết vật liệu rồi thì thôi dừng lại. Vâng. Đổ được nốt đoạn này nữa thì đẹp quá nhỉ. Vâng. Cũng thiếu một tí để đến nhà trường. Chào các cháu nhá. Đi đâu đây? Đi chơi. Đi chơi rồi à? Đấy, vừa rồi thì anh có chia sẻ là trong này có 44 hộ là đều phải đi qua cái cầu đấy hết. Anh em vừa đi vào trong này thăm bản. Đi trên này đi không được. Đi trên này à? Vâng, đi qua đấy nhỉ. Đây thì trước anh em cũng có làm một cái tập phim anh em Quỳnh và Quyền vào cái điểm trường mầm non này phát quần áo và phát quà cho các cháu ở cái điểm trường này. Đây thì thôn mình là còn rất nhiều bà con còn lập bằng cái tấm này, giữ được cái tấm này nhỉ? Vâng. Đây thấy cái mái nhà bên này mà đây là hai nhà đúng không? Hai nhà hộ mà. Đấy. Hai hộ. Còn giữ được cái mái tấm blue này. Vâng. Gọi là cái này cái là gỗ cực thông. Bơ mu đấy. Bơ mu cái này là rất là mát, nó không như cái tôn tấm lợp. Vâng. Cái này mát nhiều hơn. Lợp cái này nó lại lâu năm, tầm mấy chục năm ấy. Cái này thấy lợp lâu lắm rồi, rêu mọc cả trên mái nhà. Ôi bên kia có thác nước đẹp thế nhỉ? Vâng. Thác kia là thác Háng Đề Trơ đấy đúng không? Vâng. Đây cái thác này thì cũng nhiều đoàn lên đấy, lúc đấy có hai vợ chồng vừa ra vào đấy. Hai vợ chồng vừa vào vâng. Vào thác đấy để vâng. Tham quan. Đây tới đây cũng mấy đoàn vào để đi chơi thác mà. Nhưng mà mùa này mát mới đi vào đấy, mùa nóng này đi ở đấy mát ngủ đấy được. Sướng lắm. Thác nước đẹp. Vâng. Tuyệt vời. Đây rất là mùa này nó nước nó sạch. Cái này bà con mình phát triển về cái mảng du lịch là tuyệt vời đấy. Vâng. Cháu em chào anh nhá. Vâng. Anh tên là gì đấy? Cao. Cao à? Câu nhà anh đây à? Thôi em vào đây thăm bản một tí thôi, em đi ra ngoài kia một tí. Vâng. Chào anh nhá. Vừa rồi anh em cũng có đi vào thăm bản chút, trong này còn 44 hộ dân nữa. Giờ anh em cũng đi quay ra thôi. 44 hộ dân đây là đều phải đi qua cái chỗ hiện tại giờ nó đang sạt lở đấy. Vâng. Bởi vì đi đường này ra Ủy ban Nhân dân xã và ra Nghĩa Lộ đúng không? Hiện tại bây giờ là cũng đang kể cho các bạn. Vì ở đây là bây giờ hiện tại là bây giờ một số bà con 70 mình trang là đi sát thóc sát gạo từ bên làng nghỉ. Đi ra ngoài tận ngoài ban. Vâng, vâng thì bây giờ cái đường nó đổ hết rồi đi tầm 15 phút thôi. Thì một chuyến thì bây giờ là bà con cứ toàn là chở những thóc gạo đi sát ở ngoài kia về. Nếu mà tắt đường cái là như hôm nọ vừa rồi cái xa lở từ cái khe suối kia kìa. Thì là anh em lại đói cơn luôn đấy, không có cơn đâu. Vì mất đường là vâng. nhịn cơm. Vì không có máy sát thì đây còn mới một cái của bát thì sát dầu còn tất cả là dừng lại hết cái máy sát là toàn là đi chở đi sắp máy bên làng nhì vâng. máy motor điện đấy vâng, vâng. Đấy thì toàn là đi bên làng nhì hết rồi, nếu mà tắt đường cái là không đi được, mưa cái lại bây giờ cũng khá là muộn rồi, có khi là anh em xin phép về thôi vâng. Thì
Thôi thì đây là cũng có cả em mới lại có cả bác cớ thì sẽ mời hai anh thì ít khi lên đây thì cũng là vì do bà con đến đây thì hầu ra sẽ mời hai anh mới lại cả bác thì ăn bữa cơ trưa ở đây thì gọi là có gì thì mình dùng đấy thôi ăn trên này quá. Vâng, thì cảm ơn nhé. Hai em sẽ ở lại ăn cơm trưa. Vâng, hai anh ấy ăn cùng với gia đình một bữa cơ. Cái này nó mềm, cái này không cứng. Cho mọi người đánh luôn cái chỗ đá này đi, mang ra đấy thì tận dụng luôn ở đấy. Cái này mang ra làm cái kè đấy được. Làm cái cái này phải lấy cái búa tạ xong rồi đập. Tạ đập đi vừa giải phóng được cái chỗ này cho nó rộng đường nha một tí. Vâng. Vừa dọn được cái chỗ này vừa lại có vật liệu để làm. Vâng. Đây là nhà anh Gia. Vâng, đây là nhà Gia mà. Ở nhà nhỏ quá, toàn nó rộng nhá. Rồi. Đây thì anh A Gia này mời anh em vào ăn cơm. Đây thì đây là cũng hiện tại bây giờ là hôm nay cũng muộn rồi, bây giờ 12 giờ hơn rồi. Mời hai anh ăn cơm, có thể cả bác cơm cùng với gia đình bữa trưa. Gọi các cháu với anh vợ lên ăn cơm luôn. Đúng không? Thế là bản này mình là 44 hộ là 100% là người dân tộc Hơ Mông đúng không ạ? Dân tộc Mông. Thế. 100%. Đấy. Uống tí bia nhỉ? Uống bia ấy thì uống mà, bia thôi, mà. Anh em đi lên bản thì cũng ấy thôi mà. Sống hòa đồng với bà con thôi. Bà con quý mời anh em mời cái gì anh em sử dụng cái đấy thôi. Thì do giới thiệu luôn là đây cũng không uống được rượu mấy. Anh em cũng không uống được rượu đâu. Tí còn phải đi về nữa đấy. Đây là đường đi đường bé sợ say rượu quá nhỉ, đường này. Ừ, đường đi vào đây nó cũng xa, nó cũng khó. Từ ngoài cái đường ở trung tâm vào đây là khoảng 5 cây đấy, không gần đâu. 5 cây mà. Đôi em ra. Đi ăn cơm đi, xong cho các cháu đi ăn cơm cùng đi. Có nhớ tổng tin bao giờ? Ờ, giờ. Lúc cảm ơn gia đình nhé. Vâng. Một bữa cơm thật là ý nghĩa và đầm ấm. Cháu cảm ơn chú nhé. Cảm ơn gia đình đã mời anh em ăn cơm trưa. Giờ cũng muộn rồi, anh em xin phép về nghĩa lộ thôi. Vâng. Tính có... anh em cũng vội thì có việc thì anh em về. Rồi. Mấy kia nếu có gì thì anh em gặp lại sau. Rồi. Chúc sức khỏe nhé. Rồi. Cảm ơn em nhé. Nếu có gì được sự giúp đỡ của Mạnh Thường Quân thì anh sẽ báo tin cho bản mình sớm nhất. Vâng. Vâng, nếu mà quý vị và các bạn mới tất cả anh em mới lại giúp được với bà con ở đây thì cũng thông tin về trước cho thôn bản để biết cái hướng để vận động bà con. Nếu mà cảm thấy không được thì thôi thì mình cũng xem xét lại. Rồi, nếu không được thì cảm ơn. Rồi. Vâng. Thì cảm ơn hai anh nhá. Rồi. Để may mắn nhá. Rồi. Anh vùng chế đâu nho rồng tu cớ nhá, nho rồng minh tu minh trời. Rồi, và có lẽ video tới đây cũng xin được kết thúc và xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những tập phim tiếp theo. Xin chào quý vị và các bạn.